Tập 134 bộ truyện vai ác sư huynh, tất cả sư muội đều là gian. Lâm Tiêu lên tiếng, không có ngươi, đối với ta rất quan trọng. Diệp Thần thầm sợ hãi, tên này muốn giết sạch sẽ thiên mệnh chi tử là mình đây. Được rồi, cuộc nói chuyện đêm nay tới đây là kết thúc, cảm ơn màn biểu diễn khuynh tình của Diệp Thế tử. Diệp Thần liền nhận ra có điều không đúng, Lâm Tiêu, ngươi, trên tay ngươi là thứ gì? Như ngươi thấy đấy, ta dùng lưu ảnh thạch này ghi lại tất cả thảm trạng trong nhà ngục băng lạnh thấu xương này của Diệp Thế tử ngươi đây cũng là lễ vật ta sắp tặng cho nữ vương bắc cảnh diệp thần chửi rủa không ngừng lâm tiêu tên khốn đê tiện nham hiểm nhà ngươi ngươi quả nhiên muốn lợi dụng bản thế tử uy hiếp huyên nhi muội muội nhà ta sao có thể bản thế tử sao có thể rơi vào tình cảnh như vậy ta ta không cam tâm thạch lão cứu ta ta sẽ không như vậy nữa đúng rồi hồn giới đã bị mình tháo xuống thạch lão vĩnh viễn sẽ không để ý đến mình nữa lão già chết tiệt viên giật này cũng quá cầu thả dựa vào hắn chắc chắn không ổn bây giờ người còn thể giúp mình chỉ có rồi diệp thần quỳ xuống cầu xin sự giúp đỡ từ nguyệt cơ nguyệt cơ sư tôn cầu xin người nể mặt con giúp người phá phong ấn cứu con với nguyệt cơ xuất hiện ai dô tiểu thế tử ngươi cũng coi như đã nhớ tới thiếp thân rồi thế tử thượng giới bí công mà trước đó thiếp thân dạy ngươi ngươi lại không đồng ý luyện chứng tỏ ngươi không hoàn toàn tin tưởng thiếp thân hai nguyệt cơ sư tôn không phải vậy đâu công pháp đó của người con đang trong quá trình tu luyện bị huyết ma đó nhận ra thế là không dám tiếp tục luyện nữa bây giờ diệp thần con vì báo thù huyết hận bất đắc dĩ mới hợp tác với ma môn chuyện này sau đó người cũng đã đồng ý rồi mà nguyệt cơ tiếp tục dụ dỗ được rồi quá khứ đã là quá khứ trước mắt e là ngươi sẽ không bái kiến thiên âm huyết ma đó trong một khoảng thời gian nhanh chóng tu luyện thiên nguyên bí pháp này đi luyện đến tầng thứ ba là có thể phá được ngục băng này chạy thoát ra ngoài diệp thần vớ được cọng dơm cứu mạng không chút nghi ngờ vâng sư tôn người thực sự quá tốt với con sau một hồi tu luyện diệp thần liền cảm thấy cả người vô lực nguyệt cơ tiền bối cái này không đúng lắm nguyệt cơ vẫn tươi cười đáp cảm giác của môn công pháp này giống với thiên huyết chú tức thuật mà trước đây còn đã luyện dựa vào mệnh nguyên tinh huyết làm cái giá nâng cao tu vi còn đáng sợ hơn cả thiên huyết chú tức thuật cảm giác khí cơ sinh mệnh của con dạng từ từ trôi đi chẳng lẽ cũng là một môn cấm thuật tới từ thượng giới sao ngươi đã bái thiếp thân làm sư ta có thể hại ngươi sao môn công pháp này bác đại tinh thâm ở tiền kỳ tu luyện thật sự sẽ tiêu hao một chút bản nguyên đến một khi nhìn thấy lối đi tiến dẫn từng bước khi thần công đại thành thì sẽ là lúc ngươi tiếp quả nhân gian tu chân giới này. Diệp thần có chút nghi ngờ nhưng vẫn đáp ứng, vâng. Đồ nhi đã biết. đúng lúc này, viên giật mở cửa bước vào. viên giật, sao người lại tôi đây? rồi Diệp thần liền quỳ xuống cầu xin, sư tôn, xin sư tôn cứu con. viên giật không nhiều lời nói thẳng, được rồi được rồi, Diệp thần, tiếng sư tôn này của ngươi, ta gánh không nổi đâu. bản tọa nói thẳng, huyết ma đại nhân có lệnh, ma môn ta sắp hành động, muốn đêm nay ngươi đuổi tới phong yên thành, tập hợp với huyên nhi muội muội của ngươi không thể có sai sót. Con cũng muốn sớm ngày đoàn tụ với huyên nhi muội muội, nhưng bây giờ con, bây giờ con thoát thân thế nào đây?" Viên giật khẳng định, "Chuyện này không cần người lo lắng. Đa Tạ sư tôn. Sau khi ngươi đi, bản tọa sẽ đặt một con rối thế thân giống hệt với ngươi ở trong nhà lao này, nhưng thời gian dài vẫn sẽ có nguy hiểm bị phát hiện. Chuyến này ngươi tới Phong Yên thành, cố gắng trở lại trong một ngày, đừng gây thêm phiền phức cho bản tọa, dựa vào thực lực hiện tại của ngươi, ắt hẳn là có thể làm được đúng không?" "Ngươi yên tâm đi, bản thế tử tự có chừng mực." ắt hẳn huyên nhi muội muội đó của ta lúc này đang trông mong người làm ca ca như ta tới đúng không chuyển cảnh đến phong yên thành đại điện thành chủ bệ hạ tha mạng tư đồ ra mấy đời làm chủ chính trị ở phong viên thành này chưa từng tham gia bất kỳ tranh chấp nào cũng không thuộc về bất kỳ thế lực hoàng triều nào càng là không có quan hệ với bát đại ma môn ở cảnh ngoại ngài là chủ nhân của một vực nữ vương trí cao vô thượng của bắc cảnh hà tất phải làm khó phong yên thành nhỏ bé này chứ được rồi tạm tin ngươi không có liên hệ với ma môn nhưng nếu ngươi thật sự muốn ta thả ngươi và người nhà của ngươi đi thì nhất định phải lấy ra chút thành ý vừa hay tiếp theo sẽ có một người bạn cũ tới thăm hỏi lần này ta từ bắc cảnh vội vàng hành quân tới đây không hề chuẩn bị lễ vật cho nên không biết nữ vương bệ hạ muốn chuẩn bị lễ vật gì cho huynh trưởng diệp thần của ngài nghe thấy giọng nói xa lạ truyền tới diệp huyên nhi liền cảnh giác ha thật thú vị đông vực này lại còn có thích khách dám hành thích ta ta và ngươi sẽ từ từ lĩnh giáo lẫn nhau những người khác lui hết xuống lâm tiêu bước vào cảm thán nói chật chật không hổ là diệp nữ vương có thể hoàn thành hành động vĩ đại thống nhất bắc cảnh quả nhiên có quyết đoán diệp huyên nhi liền giữ người công tử là đôi mắt này giống huynh ấy quá lâm tiêu bên này cũng có cảm giác giống vậy tóc lam mắt xanh tiểu bất điểm hậu duệ của băng tộc đó cũng có dáng vẻ này chỉ có điều tóc của cô ấy không có màu xanh đậm như diệp nữ vương này màu mắt cũng nhạt hơn một chút nữ vương bệ hạ ta là ai không quan trọng quan trọng là thứ này rồi anh đưa lưu ảnh thạch ra khung cảnh bên trong vậy mà lại là hình ảnh các sư muội của thần loan phong cùng sư tôn đang tắm suối nước nóng lâm tiêu tay chân luống cuống à không đúng nhầm rồi nhầm rồi không phải thứ này hệ thống ca muối diệp thế tử cảm giác ngục băng thế nào đã ở quen chưa lâm tiêu nhìn thấy dáng vẻ này của bản thể tử bây giờ chắc chắn là ngươi đang rất vui đúng không à trái ngược với suy nghĩ của lâm tiêu thì diệp huyên nhi tỏ ra lạnh nhạt hửm ừ. diệp thần lâm tiêu giật mình cái quỷ gì vậy nhìn thấy ca ca yêu dấu đau đớn như vậy không phải cô ấy nên đau khổ đến rơi lệ hay sao? Lâm Tiêu cố gắng vớt vát, nữ vương bệ hạ, như cô thấy đấy, bây giờ lệnh huynh đang bị giam cầm, cô cũng không muốn hắn cứ như vậy mà bị hủy diệt đúng không? Ha, chỉ cần người ngoan ngoãn làm theo lời ta là. Nhưng hành động tiếp theo của cô khiến anh đứng hình trong giây lát, Diệp Huyên nhi nhào vào ngực Lâm Tiêu khóc như một đứa trẻ, "Tiêu ca ca, huynh là Tiêu ca ca." Lâm Tiêu mặt nghẹt ra, "Cái lời gì thốn?" Cùng lúc đó ở bên ngoài Phong Yên Thành, Diệp Thần sau khi được giải thoát đang trên đường chạy đến Phong Yên Thành, hắn thầm nghĩ: Huyên Nhi thần ca ca của muội chủ động tới gặp muội đây, vui mừng không, bất ngờ không?